Chiều nay mùng 2 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 23, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giới thiệu đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa 15 ứng cử để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở thống nhất về nhân sự được giới thiệu theo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu đồng chí Lại Thế Nguyên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử. Trước đó, tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đối với đồng chí Đỗ Trọng Hưng do chuyển công tác về Trung ương theo điều động của Bộ Chính trị. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương, Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giới thiệu, trân trọng cảm ơn các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng thời khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giao phó. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm, kết quả đạt được của Hội đồng Nhân dân tỉnh, luôn nỗ lực làm việc hết sức mình, cùng với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, với tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lại Thế Nguyên cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành đơn vị liên quan tập trung cao để chuẩn bị tốt cho kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với tinh thần đổi mới, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu để tham gia thảo luận các nội dung của kỳ họp, đặc biệt là đặt câu hỏi chất vấn đối với các vấn đề nóng sẽ được đưa ra trong phiên chất vấn tại kỳ họp.